Em tên là Lê Ngọc Quý, là học viên của trung tâm IC khóa K58. Trong kỳ thi vừa qua, em đã đạt được điểm số có thể đậu chứng chỉ A2 thì em rất là vui. Và đó là công lao không chỉ của riêng em mà đó là nhờ sự hỗ trợ và giúp đỡ của các thầy cô giáo viên. Em rất là vui khi mà cô Tâm là người chia sẻ về câu chuyện của mình, và em rất là nhớ và quý cô. Thì mong trong thời gian sau thì cô có thể hỗ trợ và giúp đỡ cho nhiều bạn ở các khóa sau đạt được nhiều thành công hơn. Và em rất mong mà khi có thời gian thì em có thể học tập và giao lưu nhiều hơn với trung tâm và với các bạn. Cảm ơn mọi người.